Đây là ngày thứ hai mà cả đoàn chụp hình ảnh lưu niệm ở ngay trước cái tòa nhà nhạc pop. Đây là cái khu vực mặt tiền cửa chính của nhạc viện nhạc pop của thành phố Cao Hùng đây. Chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lập Nguyễn. Thì hôm nay là ngày thứ hai mình ở Đài Loan. Hiện tại bây giờ mình đang ở Cao Hùng. Thì chương trình sáng nay thì nghe cái người hướng dẫn viên họ nói ngày mai tức là ngày hôm nay mình sẽ đi tham quan chùa Phật Sơn với một địa điểm thứ hai nữa nhà mình không có nhớ tên. Bây giờ mời các bạn theo chân mình đi xuống dưới tham quan nhà hàng buffet ăn sáng ở khách sạn. Hôm nay thì hầu như mọi người ai cũng xuống sớm, ăn sáng xong xuôi làm thủ tục trả phòng. Đêm hôm qua về mệt quá, ai cũng ngủ rất là ngon luôn đó. Và sáng nay là cái bữa ăn sáng đầu tiên ở bên Trung Quốc đây. Nói đến ăn sáng ở Trung Quốc thì cái món đầu tiên của người Trung Quốc ăn thường xuyên đó là bánh bao. Mà hôm nay là mình lần đầu tiên mình đến cái khách sạn ở bên Trung Quốc, mình thấy có 5 loại bánh bao khác nhau. Nhìn thấy cũng thơm lắm á, cũng ngon. Ở đây mình thấy có bơ nè, có confiture nè, confiture có 2 loại. Còn bánh mì thì cứ pan mi với lại bánh sữa ngọt thôi. Và đây cũng là một trong những cái món chính của người Trung Quốc, đó là cháo. Cháo thì họ ăn với nhiều thứ lắm. Còn cái này thì để kế bên đó, nhưng mà mình không biết là cái gì, có thể là họ ăn chung với cháo đó. Mình thấy nó như là dầu mỡ hay hành phi hay cái gì đó. Mình không thấy, nhưng mà nó để cho nó sôi nha. Còn bên đây là mình thấy như nồi cơm ấy, nhưng mà họ nấu rất là nhão. Đây là những cái gia vị ăn kèm theo cháo hoặc là cơm, tùy theo sở thích của mỗi người. Ở đây thì họ viết bằng tiếng Hoa thôi, mình chịu thua rồi. Bây giờ chỉ có cách là lấy ra ăn thử coi có ngon hay không mà thôi. Ngon thì ăn tiếp, không ngon thì bỏ qua một bên. Ở đây họ cho mình ăn chay, mình thấy toàn là legume thôi. Coi như là mình thua rồi. Cái món này là món gì mình không biết nha. Không biết, có phải giống như tàu hũ không biết. Đây chắc là tofu đây. Cái món tofu họ cắt ra từng sợi và dày, nhìn có vẻ hấp dẫn. Bên đây có thể là gà. Có lẽ vợ chồng mình là những du khách dậy khá sớm. Hiện tại bây giờ rất là vắng. Nãy mình đi quay là mình không có thấy họ làm mì cái nui giống như pastry đó. Họ làm rất là ngon nhá. Và lại có chả giò nè. Bên đây là mình có đậu hũ cắt nè. Và lại rau. Nói chung ra là món ăn ở bên Taiwan ăn tương đối là khá ngon. Đây họ làm cái mì xào với thịt heo, mình thấy cũng rất là ngon nhá. Hồi nãy mình ăn thử rồi. Bên đây thì họ làm cái chả giò, nhưng mà chả giò có nhân đây, cái nhân có vẻ không phải nhân thịt heo đâu, nhân là nhân chay thôi vậy. Ăn cũng được. Đây, jambon chứ. Jambon ở đây họ làm đỏ quá. Rất là đỏ nha. Ở cái khách sạn này mình thấy du khách đến đây họ lưu trú cũng rất là đông nha. Mà đa số là người Hoa thôi, người Đài Loan hay là nói chung là người Á Châu. Bây giờ là 8 giờ 20 sáng, ngày thứ hai mình ở Cao Hùng. Thì bây giờ mình xuống trả phòng luôn. Sáng nay mình thấy ở khách sạn Cao Hùng đón một cái phái đoàn mà nói chung ta là toàn là người Á Châu thôi, chứ không có thấy khách ngoại quốc nha. Đa phần là người Đài Loan hoặc là người Trung Quốc. Ở hướng bên kia thì gặp một cái group áo toàn là mặc màu đỏ.
Bây giờ cả đoàn sau khi đã trả hotel, bây giờ đi xe ca để đi tham quan những cái thắng cảnh ở bên Cao Hùng. Sáng nay thời tiết ở Cao Hùng trời hơi se se lạnh, nhưng mà mặc thêm một cái áo bluzon thì mình thấy rất là ấm áp. Khí hậu như vậy rất là tuyệt vời luôn. Đây xe ca đã chờ sẵn, cũng đi bộ khoảng chừng 20 mét. Em lên đi rồi để anh lo. Ý là chị nói ngày hôm qua là chị nói không ngon á. Ờ, đi cái cô gì cô nói trái bự vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng tốt qua chị ngủ ngon không? Dạ ngon. Và là tốt rồi, đi chơi mà được ngủ ngon, ăn ngon là good rồi. Uống gì? Uống đủ chủ loại thuốc mà thuốc đúng rồi, anh uống tiêu cho. Wi-Fi thì nó hơi ít. Ông Dũng Việt Nam thì trả cho em người Việt Nam cô gà chặt bắn trà đá đúng không? Xin nghe Wi-Fi, ô bà bán nhiều khi bà bán ngoài dọc đường ấy chút xíu quán chút xíu cả xíu. Mình xin Wi-Fi là có. Nhưng mà Đài Loan thì đặc biệt là Wi-Fi rất ít. Cái thứ là ở khách sạn Wi-Fi có rất chậm thôi. Rất chậm lắm. Nhưng mà Wi-Fi ở khách sạn chỉ có nhanh khi nào? Lúc 12 giờ đêm. Khi mà người ta ngủ hết rồi ấy thì bắt đầu nó mới mạnh, chứ còn bình thường nó rất là chậm. Thì nói chung là những đất nước phát triển thì người ta hạn chế sử dụng Wi-Fi. Cũng vấn đề về sức khỏe. Thế là ngủ ngon không ạ? Trời ơi ngon mà không có ai tinh thần bằng em Vân. Ngày hôm qua em Vân thực ra về khách sạn cũng lúc 10 giờ xong đi về đến nhà đấy. Về đến nhà xong tại vì tối hôm qua làm đi cà phê nên là cũng mất ngủ. Mất ngủ đến 1 giờ rưỡi mới ngủ. Thế nhưng mà em thì các cái thói quen là kể cả mất ngủ sáng dậy vẫn có tinh thần để ra hướng dẫn viên mà. Hướng dẫn viên mình lên xe thì khách chưa ngủ, hướng dẫn viên ngủ thì thôi rồi đấy. Đúng không ạ? Rồi, thế thì gì ạ? Chào An, chúc cho mình một buổi sáng tốt lành. Đó câu tiếng Trung. Cô chào An, chào An đúng không? Lý Hảo Ma đúng rồi. Anh chị nhà mình nếu mà Hấn Hảo đúng không? Hảo Ma gì? Hấn Hảo rồi. Các anh chị nhà mình là gì ạ? Nói chung là ở trên xe nhà mình có qua anh chị nhà mình biết nói tiếng Đài, nói cả gì ạ? Nói tiếng Phúc Kiến đấy, nói tiếng Trung thôi. Nói câu chào An. Tại sao chào mình nhớ nếu mà nhà mình không biết nói tiếng Trung ấy, nhớ cái chào An thành chào An. Nên là chúc một buổi sáng tốt lành. Thì nếu mà Trung Quốc đại lục thì người ta thường hay nói câu là chào sắc hảo. Đúng không ạ? Chào sang họ, những người Đài Loan thì thường nói câu chào An rất là nhẹ nhàng. Tại vì giờ buổi sáng gặp nhau thường chúc nhau một buổi sáng tốt lành. Của nhà thiết kế gì ạ? Tây Ban Nha. Và tí nữa anh chị nhà mình đi đến cái khu vực đó thì nó là một trong những cái gì ạ? Điểm góc của cảng Cao Hùng. Có thể các anh chị cũng biết gì ạ? Thành phố Cao Hùng là thành phố cảng lớn nhất của gì ạ? Đài Loan. Và cảng Cao Hùng là cảng lớn thứ 6 trên toàn thế giới hiện nay. Đã từng đón chào một con tàu dài hơn 300 mét đã từng cập bến đến cảng Cao Hùng. Như cảng Cao Hùng các chị ngày hôm qua nhà mình ngồi máy bay ấy, nhà mình từ máy bay mình đi từ Việt Nam mình khi mà mình cập bến đến sân bay Cao Hùng, các chị mình đã có bay ngang qua cảng Cao Hùng. Có thể các chị mình ở trên cao mình nhìn thấy là có ánh đèn sáng ấy, mới xây dựng trở thành khu nghệ thuật đặc biệt. Ê, như cái khuôn viên phía đằng trước mặt các anh chị mình đây chính là trung tâm nhà quốc của Cao Hùng. Thì tí nữa các anh chị mình đi dọc về phía đằng trước thì mình sẽ nhìn thấy có một cái tòa nhà dài 85 tầng, tòa nhà cao nhất của thành phố Cao Hùng. Thế thì như thành phố Cao Hùng thì tại sao cái tòa 85 tầng ấy, nó cái mặt của nó đối diện với cảng, thì mình cảm thấy sau khi mà bắt đầu tàu thuyền ta đi vào cái cảng, người ta nhìn cái tòa 85 tầng, người ta biết mà cái chữ cái tòa nhà hình hài của tòa 85 tầng giống như cái cao ấy. Anh chị mình biết khi mà cái đi vô đến nơi rồi em mời các anh chị mình đi xuống, đi qua đường qua bên kia để mình đi lên tham quan. Nếu nhà mình muốn chụp được cái vòm, hết cái vòm đó mình phải đi lên cái cầu phía đằng trước. Thì bác tài của nhà mình bác sẽ tắt cơ để biết tiếng Anh cho bên ở trong này ạ. Trong này sân khấu được cách đây 2 tháng về trước thì là chứa được 6.000 người thôi anh, chưa được 6.000 người là nhiều đấy. Trung tâm nhạc này nó mới nhỏ thôi chứ còn nó chưa gọi là nhà hát kiểu là cứ như là của thành phố. Nếu mà trung tâm nhạc của gọi là cái nhà thì là 15.000 trên 10.000 tôi mới tới. Đấy, hiện tại trước mặt mình bây giờ là cái trung tâm nhạc pop của Đài Loan. Đây, theo cô hướng dẫn viên cố giới thiệu thì ở bên trong cái hội trường này thì có thể chứa được đến 6.000 người. Mình thấy cái lượng 6.000 người rất là nhiều chứ không phải là ít nha.
tiếc rằng là có chiếc xe cam nhông nó đang làm cái công việc ở công trình đây. Chứ mình thấy ở cái trung tâm nhạc viện pop của Đài Loan rất là lớn nha. Họ thiết kế xây dựng rất là mô đẹp. Đây là cái khu vực mặt tiền cửa chính của nhạc viện nhạc pop của thành phố Cao Hùng đây. Tên sông cũng nghe rất là hay nghe. Cái dòng sông này có tên là Ái Hà. Nhưng mà cái này là cửa sông, nghĩa là anh nếu mà anh đi muốn đi được đến cảng phải đi sâu về đằng trước kia một chút xíu kia, cái dọc cái đường anh nhìn thấy mấy cái công ty ở góc bên kia, đằng sau đó là cảng Cao Hùng hết. À đằng sau đó xa xa là cảng Cao Hùng. Rồi nhà mình ơi, anh lấy đâu rồi? Có chụp tập thể không? Có chụp tập thể không? Chụp chứ. Đến đâu chụp đến đó hay hơn. Còn bên kia là trạm metro phải không? Này là đường sắt nhẹ trên cao. Đường sắt nhẹ trên cao đi tốc độ 80 km/h. Thì nó chỉ có nằm, nó chạy ở trên mặt đất và chạy ở phía cái tầm trên cao thôi. Còn Đài Loan Metro thì là cái nơi mà anh vừa đi đến đấy đó. À rồi, thế thì anh có chụp tập thể đây không? Tí em lại đi vòng một vòng về đằng sau kia để em còn dắt nhà mình đi vệ sinh rồi. Rồi, các anh chị có thể tự do đi lại được như thường bình thường. Đây là cái ngày thứ hai tất cả các anh chị đến Cao Hùng. Nhưng mà không được may mắn cho lắm khi đến Cao Hùng ngày thứ hai thì trời bắt đầu mưa lâm râm. Nhưng hy vọng rằng là trong ngày hôm nay mình có thể đi tham quan nhiều nơi ở Cao Hùng nhé. Mình chỉ được phép tham quan ở cái tòa nhà nhạc pop của Cao Hùng tại Đài Loan thì chỉ có được 15 phút thôi. Bây giờ tất cả mọi người đi ra ngoài xe. Cường ca hả? Đấy. À, ca giỏi. Ca. À, ngày qua anh Cường ca cho nhà mình nghe mà. Thôi rồi, anh Cường kiểu gì ta có cơ hội ca nữa cho nhà mình nghe. Bây giờ nhà mình nghe, ngày qua mình đi ngang qua. Ngang qua nhưng mà mình đi dọc, mình đi ở cái bên cầu bên kia. Hôm nay mình đi sang bên đối diện này thì như cái diện trung tâm nhà bút này, đáng em mới đầu em định dắt nhà mình đi lên trên cái cầu này đây để chụp nghiêng về đây này. Thế nhưng mà lúc nó mưa nên nhà mình chạy tóm loạn rồi thôi là chạy hết. Thôi chạy đi. À gì ạ? Hiện nay là như các anh chị mình đang đi ở đây. Ngày xưa tại sao này cái dòng sông này tên là Ái Hà? Tại vì ngày xưa có một đôi người ta yêu nhau, yêu nhau và sau đó thì hai người này không đến được với nhau, thì bắt đầu mới quyết định nắm tay nhau nhảy xuống dòng sông Ái Hà này để quyên sinh. Thì ngày xưa thực ra cái dòng sông này tên là dòng sông nhân ái, nhưng sau đó cái đôi này, cái chuyện tình của cái đôi này yêu nhau sướt mướt quá, thì sau đó người dân Cao Hùng vì cái họ nhảy xuống cái quyên sinh rất là nhiều cái bài báo ấy, nhiều đài truyền hình người ta đưa tin thì cách đây cái câu chuyện cách đây 75 thì bắt đầu sau đó người dòng người thành phố Cao Hùng này mới đổi tên cái dòng sông này thành dòng sông Ái Hà. Đấy, thế thì truyền thuyết là những cái đôi yêu nhau nắm tay nhau muốn đến được với nhau chạy 99 vòng quanh cái dòng sông Ái Hà này thì sẽ đến được với nhau. Và dòng sông Ái Hà này nó chỉ có dài 55 km thôi nhỉ. Đấy, 99 vòng nhưng mà nhé. Thực ra cái câu chuyện đó là sao 55 km nhân 9 này. Em biết là chứ làm gì có cái câu chuyện nào như vậy đúng không ạ? Nhìn như anh chị nhà mình hỏi em Vân là ố sao thấy Cao Hùng thấy vắng quá trời đúng không? Nhà mình thấy sẽ thực ra thì Cao Hùng, Đài Bắc, Đài Trung ba thành phố dân số xem như nhau. Hiện nay dân số của Đài Loan, tổng dân số của Đài Loan hiện nay là 23 triệu người. Và thành phố Cao Hùng, thành phố Đài Trung và thành phố Đài Bắc là ba thành phố lớn này, dân số đều bằng nhau, tầm 2,8 triệu người nhé. Thế nhưng mà diện tích của Cao Hùng này thì gấp 10 lần so với diện tích của Cao Hùng. Thế này diện tích của thành phố Cao Hùng là 3,000 km² nhỉ? Đó thì nhưng mà thì nhà mình sẽ cảm thấy nó rất là vắng. À, thì một là hiện nay các anh chị mình đang đi ở trên đường này thì cũng là cái nơi mà nói chung là người ta cũng đi vào công ty người ta làm việc hết rồi. Đấy, như Cao Hùng đa phần người ta làm việc là lúc 8 giờ và 8 giờ rưỡi sáng. 8 giờ rưỡi sáng thế thì cũng cái khu vực mà các anh chị mình ở khách sạn của mình thì là cái khu vực không có nhiều công ty, không phải là cái công nghiệp nên chính vì thế là thì cái lượng người ta đi làm cũng sẽ ít hơn. Bây giờ đã là 15 năm rồi thì cũng có lượng người ta sử dụng là cái hệ thống tàu điện ngầm. Thế nhưng riêng Đài Loan thì là mặc dù kể cả thì thành phố lớn anh chị cô chú nhà mình thấy cái nhịp sống ở thành Đài Loan nó cũng nhẹ nhàng, có là mua vài năm về nó rất bền.
Thế thì như 100% nghe cô Châu hỏi Vân ơi, tại sao người ta để ngoài đường xe, ngoài đường xe người ta tắt vô nhà đúng không? À, thì như bình thường vấn này bọn em á, chẳng hạn như một căn chung cư ấy, một căn chung cư thì kể cả cái căn đó lớn đến mấy, người ta cũng chỉ cho có căn chung cư là chỉ có 2 ô để xe Honda thôi, và cái ô để xe hơi bọn em phải bỏ tiền mua đó. Nên là chính vì thế nhiều khi gia đình tỷ lệ xe Honda ở Đài Loan rất nhiều. Hiện nay Đài Loan lưu hành ở trên Đài Loan 15 triệu chiếc xe Honda. Đài Loan sẽ gì ạ? Sẽ quản lý trên hệ thống camera, có nghĩa là cảnh sát người ta sẽ ở trong văn phòng và người ta sẽ gì ạ? Chỉ có xuất hiện ở ngoài đường khi một là có sự cố giao thông, hai là có cái vấn đề gì về vì gì dạng về gọi là láo loạn, người ta sẽ có xuất hiện ngay. Hơn 100 hecta thì bao gồm có gì ạ? Các thiền viện, các nơi, các học viện Phật Quang Sơn đấy nhà mình, với lại chùa cũ với kỷ niệm quán Phật Đà là xây dựng trên một hơn 100 hecta nhà mình nhá. Và thì bác này bác sẽ đậu xe với em dắt nhà mình đi vào vệ sinh góc kia trước, sau đó nhà mình sẽ đi cùng với em đi cái cầu thoại, đi bộ ở cái dốc kia, đi lên trên đi về cái bức tượng Phật kia. Chưa có gì đâu chị ơi, bởi bên đây không có mạng mà làm. Mạng yếu quá chạy không được. Cũng muốn làm liền lắm cho mọi người xem nhưng mà không được. Nhớ gửi cái link qua để mới biết được rồi vô chứ nhiều khi đâu là. Thì con em á, đứa con gái đầu em. Làm gì mua dữ vậy? Mua về làm quà cho công ty á. À. Nhân tiện có câu hướng dẫn Vân đây là hướng dẫn đoàn của Việt Traven đến chùa Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn. Ừ. Thì mình cũng không có dành về cái khu vực ở chùa Phật Quang Sơn như thế nào, thì nhân tiện có chị ở đây, chị sẽ giới thiệu cho mọi người biết là cái chùa Phật Quang Sơn này nó hình thành như thế nào, mà từ năm nào, xây dựng từ năm nào, mà lúc đó hoàn thành từ năm nào. Dạ, chị Vân có thể cho mọi người biết được không ạ? Chùa Phật Quang Sơn này là xây dựng từ năm 1967 do Đại Hòa Thượng Tinh Vân. Thì ông năm 1949, ông cùng với ông Tưởng Đế Thạch từ bên Trung Quốc đại lục sang Đài Loan. Và đến năm 67 quyết định là mua 2 hecta đất tại ngoại ô của thành phố Cao Hùng và xây dựng chùa Phật Quang Sơn này. Thì bây giờ hiện nay là Phật Quang Sơn có độ rộng là hơn 100 hecta, bao gồm Phật Quang Sơn tự, có nghĩa là ngôi chùa cũ xây dựng đầu tiên, tí nữa cả đoàn sẽ đi vô tham quan. Thế còn với Học viện Phật Quang Sơn, với lại nơi hiện nay đang để xá lợi của Đại Hòa Thượng Tinh Vân, và còn một bên nữa là kỷ niệm quán Phật Đà, hiện nay đang để gọi là để xá lợi của Phật Thích Ca. Năm 1998 Đại Hòa Thượng Tinh Vân đi sang bên Ấn Độ có tặng ngài cái xá lợi của Phật Thích Ca và ngài đã đem về đến Đài Loan xây dựng kỷ niệm quán Phật Đà. Và cái sự phát triển của Phật Quang Sơn so với nước ngoài thì như thế nào? Thì Phật Quang Sơn tại Đài Loan do Đại Hòa Thượng Tinh Vân khai sơn là ngôi chùa Phật Quang Sơn đầu tiên trên toàn thế giới. Sau này ngài có xây dựng, có nghĩa là hiện nay trên toàn thế giới có hơn 200 phân viện trên toàn thế giới. Bao gồm 200 phân viện. Hơn 200 viện, bao gồm nếu các anh chị mình đi sang Úc, đi sang Mỹ, nhà mình cũng sẽ thấy có Phật Quang Sơn. Thế nó có hiện diện ở bên Pháp không? Bên Pháp, châu Âu. Pháp, châu Âu thì không có. Gọi là ở gì ạ? Gọi là châu bên châu Úc, châu Mỹ. Úc, Mỹ. Thì và lại Á Châu mình. Á Châu có. Á Châu thì rất là nhiều. Đó đấy. Đó, thôi bây giờ mời các bạn đi theo các bạn đi tham quan nha, đi vô vào trong tham quan. Cô Vân để hướng dẫn đi tham quan Phật Long Sơn. Chú nói, nhưng chú nói đấy là cho cái gì của em thôi. Đây là cổng chính của khu vực Phật Quang Sơn. Hiện nay mình đi lên tí, mình sẽ đi lên trên này. Mình chụp hình với bức tượng Phật và gì ạ? Xung quanh đây có hơn 2.000 bức tượng Phật nhỏ, lớn nhỏ ở đây. Sau đó mình đi tham quan ở đây xong, nơi này mình phải trèo cầu thang đi lên trên nha mình nhé. Nhà mình sẽ đi bộ cùng với em đi vào điện chính ngôi chùa Phật Quang Sơn. Phật Quang Sơn tự đầu tiên trên toàn thế giới xây dựng tại đây. Thì mình sẽ đi vào Đại Hùng Bảo Điện, tham quan Đại Hùng Bảo Điện.
nếu còn thời gian em xem hôm nay nơi để xá lợi của gì ạ, của Đại Hòa Thượng Tinh Vân có mở cửa không thì em sẽ đưa nhà mình đi sang, còn nếu không mở cửa thì mình không sang được. Đại Hòa Thượng Tinh Vân thì ông Đại Hòa Thượng Tinh Vân ông mất từ năm gì ạ, từ năm ngoái, vào ngày mùng 5 tháng 2 năm ngoái. Thì Đại Hòa Thượng Tinh Vân chính là người khai sơn ra Phật Quang Sơn trên toàn thế giới. Và như các anh chị mình thấy Phật Quang Sơn nơi này thì em Vân cũng chia sẻ rồi, xây dựng hiện nay trên hơn 100 hectare, bao gồm Học viện Phật Quang Sơn, Phật Quang Sơn Tự, kênh bên kia mà các anh chị vừa đi ngang qua đó chính là kỷ niệm quán Phật Đà, là trên hơn 100 hectare. Thì Đại Hòa Thượng Tinh Vân như cái Phật Quang Sơn này hiện nay tại Đài Loan và trên toàn thế giới đều là do công đức đến và xây dựng. Thì Đại Hòa Thượng Tinh Vân không giống những nhà sư khác, có nghĩa là ông đã từng bị ông Tổng thống Trần Thủy Biển nói là cái ông này là nhà sư chính trị, đi tu gì mà chỉ có làm kinh tế, không có biết cách thuyết pháp. Thì Đại Hòa Thượng Tinh Vân có nói là mỗi nhà sư đi tu hay người ta đi theo gì, bất kỳ một cái đạo gì, người ta mỗi đạo đều có cái giáo lý riêng cả, và đi tu hay là người ta theo đạo gì thì đạo, miễn sao làm cho gì ạ, cho cái cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp lên thì cũng là đi tu. Thì tôi không biết thuyết pháp nhưng tôi dùng hình thức pháp để tôi truyền đạo, có nghĩa là thầy. Hiện nay trên Đài Loan có tất cả 3 trường đại học về của Phật Quang Sơn và có 3 đài truyền hình về Phật giáo. Thì thầy nói là tôi dùng phương pháp khác để truyền đạo Phật. Và ngày xưa Đại Hòa Thượng Tinh Vân chưa đến Đài Loan thì Đài Loan đa phần là người ta theo đạo dân gian. Anh chị nói là đạo dân gian nghĩa sao? Đạo dân gian có nghĩa là thờ thần, nên người ta theo văn hóa Nhật mà, người ta thờ thần, thờ Diệu Quan Công, thờ Nhạc Thiên, thờ Mã Tổ, thờ Vị Hoàn Đản, người ta thờ Mã Tổ. Đó. Thế thì đến khi Đại Hòa Thượng Tinh Vân đến Đài Loan thì bắt đầu ông mới đem đạo Phật đến Đài Loan phát triển. Đó. Thì ông cũng có là một người có công đem đạo Phật đến Đài Loan. Cái khuôn viên của nhà chùa Đại Bảo Điện của Phật Quang Sơn Tự cũng nó như thế này, và nhà mình nhìn thấy rất là nhiều các nhà gọi là các thầy ấy. Thầy đến từ khắp nơi trên thế giới học, bao gồm các thầy của Việt Nam mình cũng sang đây. Hôm nay mọi người sẽ được đi tập thể dục, đi lên trên Phật Quang Sơn để tham quan. Thì đầu tiên là mình phải lên một cái dốc rất là cao, nhưng mà nó thoai thoải, đi thì cũng tương đối cũng dễ dàng. Đây là những hình ảnh mà họ trang trí trên cái lối đi lên Phật Quang Sơn. Có lẽ ở Phật Quang Sơn họ trang trí những cái đèn lồng này nó có màu vàng, rồi màu vàng nghệ, màu đỏ, nó tạo ra cho những cái hình ảnh ở cái chùa nó được trang nghiêm, nhìn nó có vẻ đẹp lộng lẫy hơn không? Theo mình thấy thì chùa ở Phật Quang Sơn, tức là ở Cao Hùng đó, mình thấy nó có cái vẻ nó lạnh lẽo, không có ấm cúng như những cái chùa ở bên Việt Nam mình. Cái chùa ở Việt Nam mình thấy mỗi một lần mình đi chùa mình thấy rất là ấm cúng nghe. Được thắp hương thờ Phật rồi. Nói chung ra là mình thấy rất ấm cúng hơn ở bên Đài Loan. Chùa Phật Quang Sơn ở Cao Hùng đó, mình thấy họ xây cất ở trên ngọn núi khá cao nên mình có thể đứng trên đây mình bao quát, mình nhìn thấy thành phố Cao Hùng. Nhẹ thế mà mạnh tí xíu.
Mời các bạn theo chân đoàn đi lên điểm cao nhất của cái chùa Quang Sơn này để chiêm ngưỡng những cái bức tượng Phật mà họ trang trí ở bên trên. Đầu tiên là mình thấy bức tượng Phật rất là lớn, cao, sừng sững. Thì ở bên dưới đó thì họ trang trí cũng khoảng trên 2.000 cái bức tượng Phật nhỏ ở bên dưới, chung quanh ở trên cái ngọn đồi này. Mình thấy chỗ nào cũng là tượng Phật hết, nhưng mà những cái tượng Phật này nó nhỏ, nó không có lớn lắm. Nhưng mà mình phải nói là cái cách bài trí ở trên cái chùa Quang Sơn này rất là đẹp luôn, nhìn rất là tuyệt vời. Ai lên trên đây cũng thích đi bộ rồi ngắm nhìn ở trên cái cảnh quan nó rất là trên cao đó. Mình ngó xuống bên dưới, rồi gió nhẹ nhẹ rồi đi ngắm những cái bức tượng Phật. Phải nói là trên cầu tuyệt vời. Đây mọi người xem đó, cái hình ảnh chung quanh bức tượng Phật lớn là những bức tượng Phật nhỏ. Họ trang trí khắp mọi nơi ở trên cái đỉnh đồi này nha. Riêng với mình cũng rất thích đi dạo ở trên cái đồi này lắm, để tham quan xem những cái tượng Phật ở đây. Ít nhất có phải là 2.000 cái lận, mà muốn đi vậy phải mất thời gian rất là nhiều. Nhưng mà thời gian đi tour thì không cho phép mình đi một vòng vòng. Với lại những cái tượng Phật ở đây không biết mọi người có để ý hay không, Phật ở bên Đài Loan này thì những cái tượng Phật họ tạc á, không có giống cái Phật ở bên Việt Nam mình nha. Có lẽ là Phật giáo thì mỗi một nước họ tạng khuôn mặt của Phật theo cái đất nước đó, không có giống như ở bên tôn giáo Công giáo. Ở bên Công giáo thì mình thấy họ chỉ có Giê-xu, Đức Mẹ, mình thấy hầu như là chỉ có một thôi, không có phân biệt là khuôn mặt như thế nào hết. Chứ ngược lại mình thấy bên đạo Phật của mình đó là cái điểm là mình hơi thắc mắc vậy thôi. Tượng Phật thì không có giống nhau, nhất là khuôn mặt. Sau khi hai vợ chồng mình đi tham quan ở trên đỉnh cái Phật Quang Sơn này á, thì bây giờ phải đi xuống chở ra xe để trở về đi ăn, để trở về khách sạn. Thì lúc nãy là mình đi lên thì lên dốc, nhưng mà lúc về thì mẹ lại xuống dốc, nên đi tương đối nó cũng dễ hơn, cũng đỡ mệt hơn. Đây mình đứng ở trên cao, mình vừa đi xuống dưới mình quay cho mọi người xem đó. Đi tham quan, đi du lịch thì rất thích, nhưng mà rất tiếc cái thời gian đi tour họ cho mình đi tham quan không được nhiều cho lắm. Nhất là khi mình làm video nữa, mình quay phim cho mọi người xem đó. Mình vừa quay mà mình cũng phải để ý tất cả những cái người trong đoàn, coi họ có đi đâu hay đi đằng trước, mình phải thấy họ, mình vừa quay mình vừa chạy nữa. Nhưng mà thôi, cái đó cũng là một cái thú. Đi du lịch, vừa đi du lịch mà vừa được quay video cho các bạn xem. Bây giờ mọi người đi vô cái khu vực đại sảnh của cái chùa Quang Sơn đây. Cái sân chùa Phật Quang Sơn này rất là rộng lớn nha. Mình thấy họ xây ở chung quanh là những cái nhà. Thì trước mặt mình đây là cái chính điện này nè. Hai bên họ xây hai cái dãy nhà, chắc là cho những người làm việc, những sư sải ở trong đây nghỉ ngơi, hoặc là những cái nơi để chứa kinh thư, những cái sách báo của nhà chùa. Và ở đây họ chăm sóc cây cỏ rất là tốt, mình thấy rất là đẹp. Cái quan cảnh ở chung quanh chùa Phật Quang Sơn này coi như là ok lắm á. Sau khi đi tham quan bên chính điện, mình không có vô bởi vì họ không có cho mình quay phim, nên mình đi ra luôn. Mình chỉ vái cúng Phật ở trước cửa thôi, sau đó là mình đi ra ngoài. Cái quan cảnh ở trong chùa Phật Quang Sơn này phải nói là rất là đẹp luôn đó. Họ trang trí phải nói rằng là rất đẹp, đi rất là thích. Đây là những người chân yếu tay mềm, là lớn tuổi thì họ đi bằng xe xuống, còn hai vợ chồng mình cứ tàn đi bộ xuống dưới thôi.
vừa đi vừa ngắm cảnh vừa quay phim. Là cái chủ đích của mình đi du lịch là cũng vừa đi quay phim, vừa chụp ảnh, là vừa thư giãn luôn. Cái chuyến đi chơi ở Taiwan lần này mình nói là đi viếng cái chùa Phật Quang Sơn. Mình ở đây họ để có cái chùa rất là trang đèn đẹp. Rất là đẹp luôn. Chùa rất là lớn. Và những cái Phật ở đây thì có tất cả 2.000 bức tượng. Cái mà mình thấy lạ nhất á, là khi đi đến cái chùa Phật Quang Sơn này đó, mình thấy du khách là Phật từ khắp nơi, mình thấy rất là vắng luôn á, rất là yên tĩnh, cái chùa này rất là yên tĩnh luôn. Mà ngược lại trong đây là cái thời gian Tết, mà không biết cái Tết của Đài Loan với cái Tết của Việt Nam mình nó có trùng nhau hay không. Mình với Trung Quốc thì là cùng một cái Tết rồi, nhưng mà không biết mình thì mình không có dành ở bên Đài Loan họ có ăn Tết như kiểu bên Việt Nam mình với lại Trung Quốc hay không nữa. Nên mình đến đây mình thấy rất là vắng. Sau khi đi tham quan Phật Quang Sơn thì cả đoàn Việt Travel bây giờ đi ăn trưa. Bây giờ nó khoảng hơn 12 giờ trưa rồi. Diện tích cái chùa Phật Quang Sơn này rất là lớn nha, rất là rộng. Nợ tiền chính phủ, nợ tiền Đài Loan. Đấy, công đi vào để tí đưa cho các cô. Chia mỗi người biết. Thôi đánh ra đánh tụi tùy đi, ai thắng rồi đó ăn. Việt Travel họ tổ chức rất là hay nghe, sáng thì ăn sáng xong xuôi đi tham quan du lịch cảnh ở Đài Loan, sau đủ một cái thời gian đi thấm mệt rồi đó, lại bắt đầu cho ăn cơm trưa, coi như là để bổ sung sức khỏe, ăn xong lại tiếp tục đi một cái nơi khác nữa. Mình thấy tổ chức như vậy rất là hay nghe, rất là ok luôn đó, nên mình không có thấy mệt mỏi nhiều, mặc dù là trong cái group của mình toàn là U60, U70. Vậy thế đi chơi cái chuyến này mình thấy rất là lý tưởng nha, rất là vui. Hôm nay gia đình nhà mình được ăn cái món canh tàu hũ cá. Đi ăn kèm theo với lại cơm trắng, nhưng mà còn bao nhiêu món nó thì mình chưa biết. Đây là món giống như món cá kho không bằng à. Cá hấp á, nó vừa cá hấp gừng. Đây là món đặc biệt là salad trộn rau củ quả. Đây là món gà sốt với lại nước mắm. Đây có lẽ là cái món trứng hấp đặc biệt của người Đài. Bọn mình thì gồm 16 người nên khi đi ăn chia làm 2 bàn. Mỗi một bàn thì được 8 người. Biết rồi. Đây là mình có thêm cái món cá chiên. Bên cô đây là cá luôn. Trung tâm tôi mới để ý đó.
chuyến du lịch buổi sáng hôm nay mình quay video, mình thấy cảm giác là mình quay cũng rất là nhiều rồi. Bây giờ mình tạm dừng cái clip video buổi sáng hôm nay ở đây và tiếp tục mời các bạn theo những cái video kế tiếp quay vào buổi chiều. Chúc các bạn có một buổi trưa nghỉ ngơi, ăn ngon. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo.